Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, xin hân hoan chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hiệp Bá Đạo. Tiếp theo, mình làm chương thứ 3, Nguyễn Trường Tộ với việc mở trường, kỹ thuật và học thực dụng. Bản điều trần số 27 dưới đây sẽ cho ta thấy phần lớn cái chiêu bài canh tân của Nguyễn Trường Tộ. Nhận định bản điều trần số 27, 8 việc cần làm gấp, tế cấp bát điều. Tổng quát, đây là một trong ba bản điều trần có tầm vóc, giọng văn điêu luyện, có tính thuyết phục và nhiều đoạn rất thực tế đã mô tả được một số bệnh trạng của đất nước ta thời bấy giờ. Các trình bày, chúng ta thấy Nguyễn Trường Tộ dường như thành tâm thiện chí đối với nước nhà. Để đánh giá bản điều trần này được chính xác, chúng ta nên lồng nó vào bối cảnh lịch sử nước nhà, vào thời kỳ mà giáo sĩ Nguyễn Trường Tộ viết bản điều trần này vào tháng 11 năm 1867. Để dễ theo dõi, tôi chia bản điều trần làm nhiều đoạn. Phần mở đầu gồm 6 trang mô tả tình hình chung của các nước lúc bấy giờ. Phần này chúng ta thấy Nguyễn Trường Tộ đưa ra nhiều nhận xét chí lý, chí tình như: vận hội trong thiên hạ cũng thế, những việc làm thời xưa chỉ đủ đem lại những nhu cầu cần thiết cho nhân loại, nhưng chưa đủ tập hợp để làm nên công dụng hay ho gì. Những việc sửa sang giúp đời trị thế cũng chẳng qua thời thế lúc bấy giờ phải như vậy, mới đủ dùng được như vậy mà thôi. Nhưng đến đời sau xem lại, những việc làm ấy không khác nào trò nghịch đất khi còn bé. Tế cấp bát điều, sách đã dẫn trang 225. Hoặc chỉ vì nay ta không thể phát huy vũ lực ra các nước xung quanh nên mới bị các nước mang binh đến ta. Dù ta không chủ tâm đánh ai, nhưng cũng phải sửa sang biên thùy, siết chặt hàng ngũ trong nước để có một lực lượng có thể đánh được người ta. Nhưng chỉ nhờ ai đến thì đánh mà thôi, như vậy mới khỏi hoạn nạn. Bản di thảo đã dẫn trang 226. Đoạn mở đầu này độc giả sẽ thấy những ý tưởng hay và những thích thú khác mà tôi chỉ đơn cử hai thí dụ. Tuy nhiên, về phương diện tình thế và sử liệu có rất nhiều chỗ sai. Mặc dù có lẽ không quan trọng lắm cho bài điều trần này, nhưng tôi vẫn nêu ra vài điểm để độc giả, để quý vị thính giả rõ thêm và trách những dẫn sai chứng nếu ai có sử dụng đến. Thí dụ 1, Nguyễn Trường Tộ đặt nghi vấn người Anh đã xin nhà Thanh cho lập một quân cảng ở Quỳnh Châu là ý muốn gì? Chúng ta nhớ rằng Nguyễn Trường Tộ viết bản điều trần này vào năm 1867, nghĩa là 27 năm sau khi quân Anh tấn công Chiết Giang năm 1840. Lên Trực Lệ rồi thẳng vào Thiên Tân, quân Trung Hoa thua phải ký hòa ước Nam Kinh, mở năm cảng Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba, Thượng Hải, cắt đứt Hương Cảng tặng cho Anh. Xin xem lại đoạn tình hình Trung Hoa và Hồng Kông. Trong phần nhận định di thảo số 5, Lục Lệ Từ. Và sau chiến tranh Nha Phiến thứ 2 năm 1856 đến năm 1860, Trung Hoa thua, nhà Thanh mở thêm 7 thương khẩu khác cho Anh và Pháp, đã trình bày trong tình hình Trung Hoa và Hồng Kông. Do đó câu hỏi của Nguyễn Trường Tộ nêu ra ở trên cần thiết và không đúng. Thí dụ 2, Nguyễn Trường Tộ viết người Pháp đang còn tính ngược sông Cửu Long đến chiếm Tây Tạng, rồi sau đó phía đông sẽ xuôi dòng Kim Sa xuống Tứ Xuyên vào giữa lòng Trung Quốc. Sách đã dẫn trang 227. Sai, nhưng đoạn trước về tình hình Trung Hoa và Hồng Kông mà chúng ta biết, chiến tranh Nha Phiến 2 năm 1856 năm 1860, Anh
và Pháp hợp tác với nhau để đánh Trung Hoa. Nhà Thanh thua phải mở thêm 7 cửa khẩu, còn Tây Tạng ở giữa Ấn và Trung. Là một quốc gia bị tuyết phủ hầu như quanh năm, Pháp chiếm Tây Tạng để làm gì? Chỉ có Trung Hoa, nhất là Anh chiếm Tây Tạng để tránh sự dòm ngó của các nước vào thuộc địa Ấn Độ của Anh. Tôi chỉ nêu lên hai trong nhiều điểm mà Nguyễn Trường Tộ đã lạc dẫn lịch sử. 2. 8 điều cần phải làm gấp của Nguyễn Trường Tộ đề nghị. 2.1. Điều thứ nhất, xin gấp rút việc sửa đổi võ bị. Cũng như đoạn mở đầu bản điều trần, Nguyễn Trường Tộ dường như có nhiều ý kiến hay. Nhưng đến đọc cuốn Tôn Ngô Binh Pháp, chúng ta thấy hầu như Nguyễn Trường Tộ lấy ý trong cuốn sách này. Đã vậy, ý của Nguyễn Trường Tộ so ra còn kém xa. Sau đây là một số dẫn chứng. A. Nguyễn Trường Tộ viết: cái khó của môn học này là người học võ, học cách sách binh thư độ trận, học sách xong phải thể nghiệm tập tành. Học cái gì, tập luyện cái đó, óc sáng suốt, cái nhìn nhanh như thần mới nắm được cốt cách mau lẹ. Tôn Ngô Binh Pháp, việc binh lấy trá mà thành, lấy lời mà động, lấy hợp tan làm biến hóa, nhanh như gió, thông thả như rừng, lấn cướp như lửa, bất động như núi, khó biết như mây. Tôn Ngô Binh Pháp, Ngô Văn, Truyện Dịch, trang 200. 121 và 122. B. Nguyễn Trường Tộ: kẻ học võ các pháp, các phép động tĩnh đánh đấm đúng chân truyền mới không sai khi ứng dụng. Tôn Ngô Binh Pháp: tính giỏi thì biết cái thế đắc nhất, tác động để biết cái động tĩnh, nghiên cứu địa hình để biết sống chết, so đọ để biết chỗ thiếu thừa. Trang 108 và 109. C. Nguyễn Trường Tộ: kẻ học võ đối với nơi điểm hiểu yếu có tính cách sinh tử, những hình thể có tính cách quyết định thắng bại, phải giả tạo hiện địa, lập trận đồ, đích thân luyện tập binh pháp phương Tây như thế mới thể nhận được rõ ràng. Tôn Ngô Binh Pháp: ứng biến về địa lý, tránh chỗ bằng, đón chỗ nghẽn, lấy một đánh mười đâu bằng chỗ nghẽn, lấy mười đánh trăm đâu bằng chỗ hiểm, lấy trăm đánh nghìn đâu bằng chỗ ngẵn. Trang 281. D. Nguyễn Trường Tộ: kẻ học võ quan sát đồn bót, xem mặt nào có thể đánh được, giữ được, hướng nào có thể ra được, vào được, phải chính mắt xem xét rõ ràng hình thế địa lý và ghi nhớ trong lòng. Võ quan phương Tây như thế. Tôn Ngô Binh Pháp: người giỏi đánh quân địch không biết đâu mà giữ, người giỏi giữ quân địch không biết đâu mà đánh. Trang 89. Nguyễn Trường Tộ. E. Con nhà võ khi ra trận, tên đạn trước mặt, gươm giáo sau lưng, tiến lên thì chết, vào tay giặc, thoái lui thì luật nước không cho. Lệnh xuất quân đã ban hành thì quên nhà, trống thúc quân đã dục thì quên mình. Tôn Ngô Binh Pháp: ra đến cửa như thấy quân địch, khi lâm trận không rằng nghĩ đến sự sống, phá được quân địch mới tính chuyện ra về. Sách Đại Dẫn, trang 278. G. Nguyễn Trường Tộ viết: con nhà võ biết bắt đầu, bắt cầu đắp đường, dựng đồn lập lũy. Công việc của họ làm thiên biến vạn hóa, nương theo địch mà tìm cách thắng địch, tùy theo địa thế mà lập cách phục binh. Xuất quỷ nhập thần không theo một phương thức sẵn có hay một khuôn khổ nhất định, cho nên cái kỳ diệu của nhà binh không thể báo trước được. Tôn Ngô Binh Pháp: việc dụng binh hễ được thế thì mạnh nhất, thế thì yếu, mạnh thì hăm hở, yếu thì rụt rè. Tôn Ngô Binh Pháp, trang 89. Dọa phía đông đánh phía tây,
Nhữ phía trước đánh úp đằng sau, biến hóa không cùng. Tôn Ngộ Binh Pháp trang 98. Tiếng mà họ không chống được bởi ta không xông vào chỗ thực, lui mà họ không đuổi kịp vì ta nhanh chóng mà họ không thể theo. Tôn Ngộ Binh Pháp trang 100. Tránh lúc địch hung hăng, đánh úp lúc chúng trễ biến, lấy gần đợi xa, lấy nhà đợi nhọc, lấy no đợi đói. Tôn Ngộ Binh Pháp trang 128 và 129. Mồi nhữ chớ ăn, giặc cùng chớ bách, trang 133 và 134. Sáu đoạn so sánh trên có lẽ đã cho chúng ta biết ý nghĩa về võ bì của Nguyễn Trường Tộ phát xuất từ đâu. Vậy mà ông luôn luôn cổ võ theo lối học thực dụng, tổ chức theo kiểu Tây. Hai trong sáu thí dụ nêu trên, Nguyễn Trường Tộ còn chú thích binh pháp Tây phương như thế, mục C, và quan võ phương Tây như thế, mục D. Theo tôi, Nguyễn Trường Tộ không đọc được tiếng ngoại ngữ, thông thạo ngoại trừ chữ Nho. Do đó lúc nói rằng phương Tây như thế là nói cho oai, chứ thực tế cũng cần xét lại. Thay vì đề nghị thiếu chuyên môn và không có gì mới về việc chỉnh trang võ bị, như trên Nguyễn Trường Tộ nên đề ra một phương pháp kháng chiến mới. Đánh theo lối du kích như thế nào? Cướp khí giới Pháp để dùng làm kiểu mẫu đúc súng mới. Toàn dân bất hợp tác, con chiên không nên hỗ trợ giặc Pháp, v.v. Nếu Nguyễn Trường Tộ có tâm hồn vì dân, vì nước, nhất là hơn ai hết. Nguyễn Trường Tộ là người ít ra am hiểu tình hình và chương trình đồng hóa của Pháp. Vì ông là người thông minh, du lịch nhiều, ở Pháp nhiều năm và gần gũi các linh mục, giám mục, nhất là giám mục Ngô Gia Hậu. Gautier là một tên gián điệp mà quý vị sẽ thấy ở đoạn kế tiếp. Còn đoạn đề nghị sau đây của Nguyễn Trường Tộ chúng ta nên dè dặt. Giờ đây trong số các quan viên văn võ có những vị nào quê ở lục tỉnh Nam Kỳ, triều đình phải đặc biệt ưu ái cho họ, cho họ thường xuyên về thăm anh em họ hàng, phải đãi ngộ họ thân mật nồng nàn hơn trước, khuyên bà con họ hàng của họ không nên dời nhà cửa đi nơi khác, đừng lánh đi xa. Di thảo số 27, sách đã dẫn trang 239. Lý do cần dày dạc vì sau khi chiếm Nam Kỳ, hầu hết dân chúng tại đó không chịu ra hợp tác với Pháp. Người thì theo kháng chiến, kẻ theo chiến dịch đồng, không nhà trống, làm cho chính quyền Bonnard bối rối. Xin xem đoạn cuối phần trước. Vậy, lời khuyên của Nguyễn Trường Tộ như trên xem ra vô tình hay cố ý trúng kế và làm lợi cho Pháp. 2.2 Điều 2. Xin họp tỉnh, huyện để giảm bớt số quan lại và khóa sinh. Chúng ta không có chữ, không có dữ kiện về số dân trong mỗi tỉnh hiện thời bấy giờ, để nên họp hai mặt, hai hoặc ba tỉnh làm một nhằm giảm bớt số quan lại và nhân viên làm việc. Hoặc nếu có tỉnh, huyện dân số quá đông thì nên chia ra để công việc hành chánh được thực hiện nhanh chóng, khỏi bắt dân phải đợi chờ phiền toái. Do đó không nhất thiết phải hợp tỉnh, huyện mà có nơi phải phân chia. 2.3 Điều 3. Gây tài chính bằng cách đánh thuế xa xỉ. Điều thứ 5, điều chỉnh thuế ruộng đất. Điều thứ 6, sửa sang lại cương giới. Điều thứ 7, nắm rõ dân số. Các đề nghị trong điều thứ 3, 5, 6 và 7 nói trên tôi thấy rất nhiều, rất cần thiết và bất kỳ ở hoàn cảnh nào cũng có thể thực hiện được. Những đề nghị đó không những thích hợp cho thời xưa mà còn cho ngày nay, nếu các chính phủ, nhất là trong các quốc gia còn lạc hậu. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nhìn vào bốn đề nghị vừa nêu trên của Nguyễn Trường Tộ để nghĩ rằng lúc bấy giờ là các triều đại trước đó không quy định các thứ thuế, không đo đạc ruộng đất và không kiểm kê dân số. Thật vậy, theo cụ Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược quyển 2, Bộ Giáo dục
Trung tâm Học liệu xuất bản năm 1971, Đại Nam, Hoa Kỳ, in lại từ trang 173 đến 177. Cho chúng ta vài chi tiết về thời Gia Long như sau. A. Việc tài chính. Thuế đinh. Thuế điền đều định lại cả. Thuế điền thì chia ra làm 3 hạng. Nhất đẳng điền, mỗi mẫu đồng điền nộp thóc 20 thăng. Nhị đẳng thiền 15 thăng. Tam đẳng thiền, tam đẳng điền 10 thăng. Còn thứ ruộng mùa đồng niên phải nộp 10 thăng. Thuế đinh thì lệ định từ Nghệ An ra đến nội ngoại Thanh Hóa. Mỗi suất đồng niên phải chịu thuế phận thân 1 quan 2 tiền. Măng tiền 1 tiền. Cước mễ 2 bát. Năm nội trấn Bắc Thành và phủ Phụng Thiên, mỗi suất đinh đồng niên phải chịu thuế. Lệ giảm thuế, thuế lệ tuy định như vậy, nhưng năm nào ở đâu mất mùa, như là bị hoàng trùng, đại hạn hay là nước lụt vân vân, thì nhà nước chiếu theo sự thiệt hại điều ít mà giảm thuế cho dân. Đinh bạ. Lệ định 5 năm một lần làm sổ đinh, trong làng từ chức sắc cho đến quân dân đều phải vào sổ. Kể từ 18 tuổi trở lên, 59 tuổi trở xuống đều phải ghi vào sổ. Điền bạ các làng hoặc ruộng mùa, hoặc ruộng chim, hoặc ruộng hai mùa, hoặc có đất hạng nào, bao nhiêu mẫu, sào, thước, tấc, tọa lạc tại đâu, đông tây, tứ chi, phải thưa rõ ràng. Mỗi làng phải làm 3 quyển sổ, cứ 5 năm là một lần để vào bộ đóng dấu kiểm, rồi một bản lưu lại bộ để phòng khi xét đến. Còn 2 bản giao về tỉnh, tỉnh để một bản lưu chiếu, còn một bản giao trả dân xã lưu thủ. Thuế các sản vật năm Gia Long thứ 2 năm 1803, định lệ các quế hộ ở Nghệ An. Đồng niên phải nộp các hạng quế 120 cân, ở Thanh Hóa phải nộp 70 cân, và đều được miễn trừ thuế thân cả. Những người tìm được cây quế phải trình quan để cấp cho văn phòng mới được đẳng. Đẳng xong rồi một nửa nộp quan, một nửa cho người tìm được. Năm Gia Long thứ 4 năm 1805, định lệ những người đi lấy yến sào ở các đảo về hạt Quảng Nam, mỗi người đồng niên phải nộp thuế yến 8 lạng và được tha việc binh lính. Còn những thuế hương, thuế sâm, thuế chiếu, thuế gỗ đều có lệ riêng, định cho nộp bằng tiền hay là bằng sản vật. Vua Thế Tổ lại định lệ đánh thuế những thuyền các nước vào buôn bán, cứ do thuyền lớn nhỏ mà định số thuế phải nộp. Những mỏ đồng, mỏ thiết, mỏ kẽm cũng cho người Tàu khai thác để đánh thuế. Đúc tiền năm Gia Long thứ 2 năm 1803, mở sở đúc tiền ở Bắc Thành để đúc tiền đồng và đồng tiền kẽm, lại đúc ra nén vàng, nén bạc, lượng vàng, lượng bạc để cho tiện sự giao thông buôn bán trong nước. Thước đo. Vua Thế Tổ chế tạo ra kiểu thước đồng đo ruộng, một mặt khắc 7 chữ Gia Long Cửu Niên Thu Bát Nguyệt, một mặt khắc 10 chữ Ban Hành Đạt Điền Xích Công Bộ Đường Kính Tạo. Chuẩn định lại các thước vuông đo ruộng khi trước, chế tạo ra thước đồng một mặt khắc 7 chữ Gia Long Cửu Niên Thu Bát Nguyệt, một mặt khắc 12 chữ Ban Hành Đặc Điền Cựu Kim Xích Công Bộ Đường Khắp Tạo. B. Công vụ. Vua Thế Tổ lại sửa sang những đường xá, xoay đào các sông ngoài, đắp các đê điều để cho việc làm ăn của nhân gian được tiện lợi. Đường quan lộ, đường xá trong nước là do sự khẩn yếu, do việc chính trị
Vậy nên vua Thế Tổ mới định lệ sai quan ở các doanh, các trấn phải sửa sang đường quan lộ. Bắc dân sở tại phải đắp đường làm cầu. Lệ cứ 15.000 trượng đường thì phát cho dân 10.000 phương gạo. Lại từ cửa Nam Quan thuộc Lạng Sơn đến Bình Thuận, cứ độ 4.000 trượng phải làm một cái trạm ở cạnh đường quan lộ để cho các quan khách đi lại nghỉ ngơi, cả thảy 98 trạm. Còn từ Bình Thuận trở vào phía Nam đến Hà Tiên thì đi đường thủy. Sông ngòi và đê điều, những sông ngòi và đê điều đều là sự khẩn yếu cho việc canh nông. Bởi vậy khi vua Thế Tổ truyền cho quan các trấn phải xoay đào sông ngòi và các cửa bể, và nhất là ở Bắc Thành phải giữ gìn đê điều cho cẩn thận. Chỗ nào không có thì đắp thêm, chỗ nào hư hỏng thì phải sửa lại. Ở các trấn lại đặt ra kho chứa thóc gạo để cho phòng khi mất mùa đói kém thì lấy mà phát cho dân. Vì vào một cuốn sổ, cuốn sử lược cho nên chúng ta phải biết thêm một số chi tiết cần thiết về các vấn đề thuế, dân số, biên cương. Có lẽ trong bộ Việt sử Tân Biên của Phạm Văn Sơn đầy đủ hơn. Nhưng hoàn cảnh của tôi không thể có được lúc bài viết này. Về quốc phòng cũng thế, bộ quân sự Việt Nam từ thời Đại Phong Kiến đến năm 1968 do sẽ giúp cho chúng ta đối chiếu một số điểm về võ bì mà ông Nguyễn Trường Tộ có nêu ra như đã bàn ở phần trên. Một điểm khác cần thảo luận thêm là các thứ xa xỉ phẩm cách đây 131 năm, từ năm 1998, 1867 là 1131 năm, sẽ không có nhiều như ngày nay. Lúc đó không có thuốc 3 số 5, thuốc đun hiu, rượu Hennessy, cô nhắc, dầu thơm, lăng công của Pháp, áo bằng da, bằng lông cừu, vân vân. Về thuế du hí như xem hát mà Nguyễn Trường Tộ có vẻ cay cú lúc viết trong dân gian, có người bỏ ra hàng chục, hàng trăm quan tiền để xem hát, nhất là dân thành thị. Vì vậy những phường vô lại du đảng không chịu chăm lo làm ăn, chuyên dựa vào nghề này để kiếm tiền. Ế ẩm thì xin trộm cướp vì không có nghề nào nuôi sống. Sách đã dẫn trang 246. Nhận xét như thế tôi nghĩ không đúng, vì cầm kỳ, thi họa, ca hát, sướng họa, thi phú cũng là những môn giải trí lành mạnh. Hát bội, hát chèo, hò, về ngày xưa không những là môn giải trí lành mạnh cho tinh thần mà còn là những mảng văn hóa cần thiết của xã hội. Việc tế thần, cúng thần vân vân cũng thế, nghĩa là đừng thái quá để xa vào vòng cuồng tín mê tín dị đoan. Nhưng đừng quên rằng tín ngưỡng dân gian cũng đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề làm cho con người tránh bớt phạm pháp. Thí dụ một bà mẹ vùng quê cảnh báo con rằng: mày ở ác, coi chừng thần hoàng vặn cổ mày. Phải chăng câu nói ấy có một tác dụng tâm lý quan trọng trong cách xử thế của người con? Do đó không nên nhìn tín ngưỡng dân gian dưới nhãn quan gia tô giáo, và chính cái nhãn quan ấy mới cuồng tín và sai lầm. 2.4. Điều 4. Xin sửa đổi học thuật chú trọng thực dụng. Nguyễn Trường Tộ chỉ trích một cách đúng đắn khi cho rằng xưa nay chúng ta chú trọng đến loại tầm chương trích cú, học những chuyện xưa của Tàu không ích gì cho đời nay. Ông đề nghị nên có 4 khoa học thiết thực như: A. Khoa nông chính, nghiên cứu các loại đất, khí hậu, giống, phương pháp canh tác để thu hoạch nhiều hoa lợi. B. Khoa thiên văn và khoa địa lý, gấp rút duyệt lại khoa thiên văn địa lý từ trước đến nay, chọn những gì hợp với thiên thời, địa lợi, địa thế nước ta. Tham khảo các khoa thiên văn địa lý Tây Phương để rút tỉa những điều hay của họ. C. Khoa công kỹ nghệ,
Tìm trong sách Nho cũng như sách Tây thu thập những gì cần thiết hàng ngày như nguồn lợi, khoáng sản, vân vân. D. Khoa luật học, bất cứ dân hay quan cũng đều học luật nước nhà để dân thì biết luật mà giữ, quan thì biết luật mà theo. C. E. Dùng quốc âm, lấy chữ Hán đọc ra quốc âm thì khi đọc lên ai cũng hiểu, có phải vừa dễ dàng vứt bỏ bớt được bao nhiêu phiền phức không? Nguyễn Trường Tộ rất thẳng thắn để nói một cách cương trực rằng: còn văn sách thì cứ nói mãi những chuyện Hán từ tập bá, đường trì vi thần, tập bá vi thuần của người ta mặc kệ người ta. Mình hãy nói chuyện trị nước của mình ngày nay ra sao thôi. Nước chưa giàu, sao không đặt kế hoạch để giàu? Binh chưa mạnh, sao không chăm lo cho võ bị cho mạnh? Dân chưa khôn, sao không đem đạo lý ra giáo dục? Nhân dân đói khổ, sao không lập kế mưu sinh để cứu, vân vân. Chương Ba Cần, sách Đại Dẫn, trang 254. Đó là những lời phê bình thẳng thừng, không vị nể, để mang cái học thực tế vào áp dụng cho tình thế hôm nay. Đây là những chỉ trích ít lợi ích cần thiết để xây dựng một nền học thuật mới mẻ cho nước nhà. Có thể nói những điều đề nghị này của Nguyễn Trường Tộ rất đáng được ca tụng. Tuy nhiên, tôi muốn nêu một vài thắc mắc để cùng thảo luận với các thính giả như sau. Nguyễn Trường Tộ hô hào nên học thực dụng, nhưng chúng ta không thấy tác giả đã thực hiện được điều thực dụng nào trong suốt cuộc đời của ông, như dịch vài cuốn sách khoa học kỹ thuật phương Tây để dân ta tìm hiểu, hoặc tổ chức một lớp học hay một khóa hội thảo về kỹ thuật để cho tuổi trẻ Việt Nam được mở mang kiến thức khoa học tân tiến. Trong cuộc đời Nguyễn Trường Tộ, chúng ta thấy ông thực hiện được một số việc như sau. 2.4.1 viết được 58 bản điều trần mà một số bài quan trọng chúng ta đã và đang tìm hiểu. Qua các bản điều trần này, như sự phân tích trên cho thấy, hầu hết đều lạc dẫn, không tưởng. Ngay có khi có nhiều đề nghị nếu áp dụng sẽ tạo ra tai họa không thể lường được, như đã phân tích trong di thảo số 1 Thiên Hà Đại Thế Luận, di thảo số 5 Lục Lệ Từ, di thảo số 27 Tế Cấp Bát Điều. Ngay trong di thảo Tế Cấp Bát Điều này, chúng ta cũng thấy Nguyễn Trường Tộ đưa ra một đề nghị khác hết sức không tưởng và tai hại. Đó là đào một con kênh từ Hải Dương gần Hải Phòng đến Kinh Đô Huế dài khoảng 8 đến 900 km. Với khí cụ tối tân ngày nay, chúng ta quả quyết rằng không thể làm được, huống hồ là 130 năm trước đây. Dụng cụ chỉ là tay chân và mấy cái cuốc cán bằng tre. Với kỹ thuật của cuối thế kỷ thứ 20 và dường như có sự tài trợ hoặc cho vay tiền của Ngân hàng Thế giới, để làm một đoạn từ đoạn đường quốc lộ 1 từ Vinh vào Đông Hà, Quảng Trị khoảng 300 km. Dự án đã có nhiều năm qua mà vẫn chưa thực hiện được. Đó là con đường đã sẵn có bằng đất và bằng đá, chỉ làm cho rộng và hiện đại thêm mà đã có khó lòng. Dân số Việt Nam ngày nay gần 80 triệu, có nguyên liệu để xuất cảng như lúa gạo, hải sản, vân vân, và nền kinh tế thị trường mà chưa làm được, huống hồ 130 năm về trước. Dân số gần 20 triệu, nền kinh tế nông nghiệp đào kênh lại phí tổn gấp cả trăm lần so với làm đường bộ. Thật là một đề nghị hết sức phi lý, đó là chưa nói đến tình trạng loạn chày vôi. Để mới đào hào, để làm tăng tẩm cho nhà vua và dân chúng kinh thành đã nổi loạn, không biết Nguyễn Trường Tộ có nghe hai câu về: vạn niên là vạn niên nào, thành xây xương lính, hào đào máu dân. Nếu đào kênh như đề nghị của Nguyễn Trường Tộ, chắc chắn dân ta cả nước đều nổi lên chống triều đình. Cảnh thù trong
dân chúng nội loạn, giặc ngoài. Pháp thừa cơ hội tấn công và chiếm toàn lãnh thổ một cách nhanh chóng hơn. 2.4.2 Xây nhà thờ. Nguyễn Trường Tộ xây được hai cái nhà thờ. Một là nhà xây nhà thờ Trung Xã Đoài. Hai, xây tu viện Phao Lộ ở Sài Gòn. Lúc này có phần khác, nhưng thời buổi Pháp chiếm Việt Nam, có thể nói đây là hai nơi trú ẩn cho bọn gián điệp để xâm lăng Việt Nam. Một trong những người trú ngụ tại nhà chung xã Đoài do Nguyễn Trường Tộ xây cất làm giám mục Ngô Gia Hậu, tức là Gauthier, người Pháp, thầy của Nguyễn Trường Tộ, là người luôn luôn sát cánh với Nguyễn Trường Tộ trong tất cả các việc làm, ngay cả có thể sát cánh trong việc viết 58 di thảo này. Chúng ta có thể khẳng định rằng giám mục Gauthier, tên Việt Nam Ngô Gia Hậu, là một tên gián điệp qua phần thảo luận và dẫn chứng sau đây. 2.4.3 Trường kỹ thuật. Theo tờ trình của giám mục Gauthier đề tháng 3 năm 1868 nạp cho triều đình tự Đức, chúng ta thấy có điều mấy dụng cụ, sách, từ điển v.v. cũng như phí tổn các thứ ấy mua từ Pháp về cho phái bộ giám mục Gauthier và Nguyễn Trường Tộ thực hiện để mở trường kỹ thuật. Tờ tấu của cơ mật viện ngày 4 tháng 3 năm 1868 gồm có 7 đại thần đề nghị nhà vua nên ban thưởng cho cả phái bộ và 4 thầy dạy học mà Gauthier và Nguyễn Trường Tộ được vua tự Đức nhờ đi mướn Pháp về. Trong 4 thầy có 3 vị là linh mục người Pháp. 7 đại thần nói trên gồm có Nguyễn Tri Phương, Đoàn Thọ, Vũ Trọng Bình, Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Phong, Phan Huy Vịnh và Phạm Phú Thứ. Vua tự Đức đồng ý lời đề nghị của các đại thần, sai ban thưởng rất hậu. Điều đó chứng tỏ triều đình nhà Nguyễn rất muốn canh tăng, nhưng công việc không thành, mà chúng ta sẽ thấy lý do ở đoạn sau. Tóm lược các máy móc và thực hiện và dụng cụ mua từ Pháp và lọc vua ban thưởng. Máy móc và dụng cụ. Sách nói về quặng sắt, về địa chất, về mỏ than, về bách nghệ cơ xảo, về quặng đồng, thước tam giác, bản đồ địa lý, địa chất, hai bộ thủy thư, một bộ kỹ hạn nghi, dùng đo vĩ độ, sách thiên văn, sách về chính trị nước Pháp, nhiều loại thước và từ điển tiếng Pháp, cộng chung tốn hết 1.266 quan. Tiền mua một số dụng cụ khác chưa đem về được, phí tổn 1.055 quan. Tiền ăn ở của hai phái viên của Nguyễn Trường Tộ và giám mục Gauthier cộng với tiền chuyên chở, khuân vác và đóng thùng hết 2.799.148 quan. Tổng cộng cả ba khoản trên là 5.120.148 quan. Lược trích trong chương Bá Cần, sách đã dẫn trang 467 và 468. B. Những vật dụng vua ban thưởng cho phái bộ đi mua máy và 4 giáo chức kê khai. Xin xét cấp cho Ngô Gia Hậu các vật hạng như sau: một tấm ngũ phúc kim tiền nặng 5 đồng cân có tua, 10 tấm ngân tiền hạng song long, đại, trung, tiểu mỗi thứ 1 tấm hạng triệu dân, đại, trung, tiểu mỗi thứ 1 tấm hạng ngũ phúc, tam thọ mỗi thứ 1 tấm cộng lại nặng 3 lượng 5 đồng, 5 đồng cân 5 phân, một cuộn tố đoạn bằng 5 loại tơ màu để may áo dài chặt tay, có một đoạn lụa bóng màu lục để lót trong, một sấp huyền hương sa bửu lam nam hoa, một sấp sa có văn nam tố tuyết bạch, một sấp lụa tuyết bạch. Xin xét cấp cho Nguyễn Trường Tộ các vật hạng như sau: một tấm tứ mỹ kim tiền nặng 4 đồng cân có tua, 5 tấm ngân tiền hạng sứ dân, đại, trung,
tiểu mỗi thứ một tấm. Hạng ngũ phúc, hạng tam thọ mỗi thứ một tấm. Cộng lại nặng một lượng 5 đồng cân 5 phân. Một cuộn tơ lông màu lam để may áo dài chặt tay. Có một đoạn lụa màu xanh để lót trong. Một sấp lương sa bửu lam nam tố. Một sấp trừ tuyết bạch hoa bạch nam hoa. Một sấp lụa tuyết bạch. Xin xét cấp cho ba tên. Đạo trưởng tên Điều, đạo đồ tên Hoàng và tên vị như sau. Nhị thắng kim tiền, mỗi tên một tấm, mỗi tấm nặng 2 đồng cân, có tua. Ngân tiền đồng, ngân tiền mỗi tên 4 tấm, hạng thứ dân, đại trung tiểu, mỗi thứ một tấm, hạng ngũ phúc, hạng tâm thọ, mỗi thứ một tấm. Mỗi phần cộng lại nặng một lượng 3 đồng cân, 5 phân. Nam tố lương sa màu đen, mỗi tên một sấp. Tơ lông màu lam, châu phê, hoặc màu đen huyền cũng được, mỗi tên một đoạn, thành một cái áo tay chặt, có một đoạn lụa xanh lót trong. Lụa bạch tuyết, mỗi tên một sấp vải tay, dùng dây mịn bạch tuyết, hạng nhì, chia làm ba mỗi tên một đoạn. Xin xét cấp cho ba tên linh mục giáo sĩ, tam thọ kim tiền, mỗi tên một tấm, châu phê. Cấp cho tên canh sa ca xanh ba tấm ngân tiền này. Châu phê cấp cho ba người ngân tiền hạng sứ dân, đại trung tiểu mỗi thứ một tấm, mỗi tấm nặng 3 đồng cân, có tua. Xin xét cấp cho bọn tùy tùng của Ngô gia hậu 4 tên, mỗi tên một tấm long văn ngân tiền hạng nhỏ, mỗi tấm nặng 3 đồng cân. Tờ tấu của cơ mật viện triều Từ Đức ngày 4 tháng 3 năm 1868, Trương Bá Cần, sách Đại Dẫn, trang 459 đến 460. Xin thưa quý vị và các bạn, từ thời trước người ta sẽ dùng những cái đồng tiền mà nó có cái tua, giống như ở Trung Quốc bây giờ mình coi phim Tàu á, mình thấy những cái đồng tiền mà có cái đồng tua để sau này, hay là có miếng ngọc bội có cái tua để mà ta nhận diện nhau. Thì cái bọn giáo sĩ này hồi xưa cũng cầu xin vua Từ Đức cấp những cái đồng tiền, những cái loại vải. Tính ra là cái loại vải hồi xưa đó thì nó cũng là dạng xịn sò lắm rồi đấy, dạng đắt lắm, người dân không bao giờ được thấy đâu. Qua sự khao thưởng như trên mà tôi trích dẫn vài dòng để thấy triều đình Từ Đức cũng biết chiêu hiền đại sĩ. Ngay cả việc vua Từ Đức đồng ý đề nghị của giám mục Gauthier và giám mục Solier xây dựng trường sở hai mẫu đất nằm giữa nhà thờ Kim Long và tòa giám mục Huế. Theo thư của giám mục Gauthier viết ngày 31 tháng 3 năm 1868, Trương Bá Cần, sách Đại Dẫn, trang 50. Nhưng việc mở trường chưa bao giờ được thực hiện. Lý do theo linh mục Trương Bá Cần là bị Nguyễn Tri Phương và Vũ Trọng Bình, hai vị quan có thế lực trong triều, ngăn cản. Cũng theo linh mục Trương Bá Cần, sách Đại Dẫn, trang 52, ngày 31 tháng 3 năm 1868, giám mục Gauthier gửi thư cho bộ truyền giáo có đoạn như sau: công việc sẽ tiến triển nhanh hơn nếu không có một việc cử ta phái bộ đi Pháp và những sự chậm chạp của xứ này. Trong các quan thượng thư có hai vị cựu trào làm cách cản trở quyết tâm của nhà vua. Linh mục Trương Bá Cần nêu lý do trên để kết luận vì thế mà trường không mở được. Theo tôi, lý do này không đúng. Thứ nhất, mục Trương Bá Cần nêu lý do trên để kết luận vì thế mà trường không mở được. Theo tôi, lý do này không đúng. Thứ nhất là tờ tấu trình của cơ mật viện ngày 4 tháng 3 năm 1868 mà chúng ta đã thấy ở trên. Có Nguyễn Tri Phương và Vũ Trọng Bình đề nghị ban thưởng cho phái bộ và 4 giáo chức. Điều đó cho thấy nếu hai vị này có ý cản trở thì họ đã không đề nghị vua Từ Đức ban thưởng như vậy. Thứ hai, thư của giám mục Gauthier gửi cho bộ truyền giáo
đề ngày 31 tháng 3 năm 1868, nghĩa là 27 ngày sau khi 7 vị đại thần đề nghị ban thưởng cho phái bộ Gautier. Thư cho biết vua Tự Đức đồng ý dùng 2 mẫu đất để xây trường sở. Sự đồng ý của vua Tự Đức không thể không có tham khảo với các đại thần, trong đó có Nguyễn Tri Phương và Vũ Trọng Bình. Hơn nữa, Trần Tiến Thành mới là nhân vật chính trong triều, chức phụ chính sau vua Tự Đức chứ không phải Nguyễn Tri Phương và hoặc Vũ Trọng Bình. Thứ ba, linh mục Trương Bá Cần trích dẫn chỉ có một đoạn thư gửi cho bộ truyền giáo như trên, không nói lên được điều gì cho thấy hai vị thượng thư có đó cản trở. Việc trích dẫn như vậy không rõ ràng, không chứng minh được luận điểm mà linh mục Trương Bá Cần muốn nói. Theo tôi, những lý do chính để việc mở trường không thành vì triều đình Tự Đức quá tin tưởng giám mục Gautier và Nguyễn Trường Tộ. Trái lại, hai ông này thì lừa dối triều đình có hậu ý, kẻ thì ngu muội chạy theo ngoại bang, người thì khoác áo trùng thâm để làm gián điệp. Sau đây là một số bằng chứng. À, thầy giáo không có khả năng trong việc mở trường, huấn nghề, kỹ nghệ, yếu tố quan trọng hàng đầu sau trường sở, dụng cụ là phải có quyết tâm. Thứ hai, giáo chức phải có bằng cấp hoặc kiến thức chuyên môn về ngành mà mình được mời dạy. Theo tờ phúc trình của giám mục Gautier ngày 23 tháng 2 năm 1868 gửi cho vua Tự Đức, thì các vị giáo chức có bằng cấp chuyên môn để dạy huấn nghệ, kỹ nghệ, nhưng theo hội truyền giáo Paris thì mấy vị này không có các bằng cấp hoặc khả năng mà giám mục Gautier mô tả nguyên văn. Theo một tờ phúc trình của giám mục Gautier ngày 30 tháng 2 năm Tự Đức 21, ngày 23 tháng 2 năm 1868, linh mục Thông, tức Montreuil, biết phép toán, bản đồ các nước thiên hạ, in bóng, quang học, điện khí, phân ngũ kim, biết nói có thứ đất, thứ đá ấy thì sẽ có giống chi. Như theo ý sự ký sự của hội truyền giáo Paris thì linh mục Montreuil trước khi nhập hội truyền giáo Paris ngày 1 tháng 5 năm 1867 đã đậu cử nhân văn chương. Linh mục Đồng, tức Rinaud, biết phép toán thiên văn, đo độ số mặt trời mà họa bản đồ, do thiên xích cho được đi biển, biết phép cầu cao viễn, cầu viễn, biết đo đất cho biết nơi nào cơi, nơi nào thấp, biết bản đồ các nước thiên hạ, biết dùng truyền tin thẳng, biết làm thu lôi trụ. Nhưng cũng theo ký sự của hội truyền giáo Paris thì sau khi đọc học xong chủng viện, linh mục Rinaud gia nhập hội truyền giáo Paris ngày 14 tháng 10 năm 1866 và theo học một khóa đặc biệt về kiến trúc và họa đồ một năm trước lúc lên đường sang Việt Nam. Giáo sĩ, tức bác sĩ Hernay, không phải linh mục hay tu sĩ mà chỉ là một nhân sĩ tôn giáo, nên mọi giáo sĩ như Nguyễn Trường Tộ cũng được gọi là giáo sĩ, thì không dạy học trò được vì nặng tay, nhưng cũng giúp linh mục Thông mà phân tích các tính ngũ kim ngũ hành, lại biết làm thuốc. Nhưng với Việt Nam chưa được mấy ngày, giáo sĩ này do bệnh cụ tái phát đã xin về Pháp trở lại. Còn Ca Sanh, nguyên tên là Ca Sanh Nhi, là một người thợ máy, trước đã giúp việc tàu Thuận Thiệp. Có lẽ do giám mục gặp ở Sài Gòn đem về giới thiệu với triều đình, nhưng Ca Sanh đòi lương quá cao, 320 đồng trên một tháng, tính ra tiền là 1.760 quan, và đòi hỏi nhiều điều kiện không nên dùng. Trương Bá Cần, sách đã dẫn trang 49 và 50. Các đối chiếu trên chứng tỏ vua quan triều đình Tự Đức bị thầy trò Nguyễn Trường Tộ dối trá lừa bịp, có hậu ý. B. Giám mục trình báo
giám mục Solihull, nhất là giám mục Gauthier, thầy đỡ đầu và sát cánh cùng với Nguyễn Trường Tộ, là một tên gián điệp phục vụ cho quyền lợi của Pháp, chứ đâu có tấm lòng muốn giúp triều đình Tự Đức mở trường để canh tăng xứ sở. Mà bảo giám mục không lừa dối triều đình. Thật vậy, nếu kể theo thứ tự thời gian, chúng ta thấy rằng giám mục Gauthier cùng Nguyễn Trường Tộ đến chào mừng quân Pháp đổ bộ lên Đà Nẵng năm 1858 và năm 1861. Theo lời yêu cầu của Phó Đô đốc Chandler, thầy trò Gauthier về Sài Gòn để mở rộng vùng chiếm đóng. Quý thính giả sẽ thấy sử liệu ở chương 2, bản điều trần số 17 dùng giám mục, linh mục vào việc canh tăng, trang 163. Sau khi hiệp ước năm 1862 ký giữa Việt Nam và Pháp và Tây Ban Nha, triều đình vua Tự Đức kiếm cách chuộc lại ba tỉnh đã mất. Trong chiều hướng này, một người gia tô cuồng nhiệt là trung tá hải quân Albarest vận động được Bộ Ngoại giao Pháp và vua Napoleon thứ ba đồng ý. Vì thế, một hiệp ước mới để hiệp ước cũ, thế hiệp ước cũ năm 1862, được Bộ Ngoại giao và Bộ Hải quân soạn thảo theo quan điểm của vua Napoleon thứ ba và được ký tại Huế ngày 15 tháng 1 năm 1864. Theo hiệp ước này, ba tỉnh bị chiếm trong 1862 được trả lại cho Việt Nam, ngoại trừ thành phố Sài Gòn, Mỹ Tho, Vũng Tàu và Côn Đảo. Để đòi lại việc trả ba tỉnh này, Pháp có quyền bảo hộ 6 tỉnh Nam Bộ, 3 hải cảng Đà Nẵng, 3 Lạc và Quảng Nam. Theo hiệp ước năm 1864, Albarest chủ trương chiếm Nam Kỳ bằng con đường tôn giáo và thương mại, chứ không phải Albarest có lòng tốt gì đối với dân Việt Nam đâu. Sách đã dẫn trang 174-175. Trong triều đình Pháp chia làm hai phe, phe ủng hộ và phe chống. Phe chống khuyên vua đừng phê chuẩn hiệp ước. Gauthier theo phe Albarest. Về phía các nhà truyền giáo cũng chia làm hai phe, phe chống, phe bên. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng chống hoặc bên cũng cùng mục đích chung, đó là đồng hóa dân Việt Nam, nhưng theo cách này hay theo cái được khác mà thôi. Trong phe ủng hộ có giám mục Solihull và giám mục Gauthier là hai người có liên hệ đến việc mở trường nói trên. Thư của giám mục Lefebvre viết cho linh mục Bernard cho chúng ta thấy điều đó. Hiệp ước Albarest bị dìm, đó không phải là điều rủi ro. Chỉ có giám mục Solihull và giám mục Gauthier là tán đồng hiệp ước, nhưng đứng trên quan điểm chính trị thực sự và quyền lợi của Bộ Hội truyền giáo chúng ta. Việc trả lại ba tỉnh để lấy tiền thật là một sự ngu ngốc kỳ lạ. Vấn đề bây giờ là phải lấy luôn ba tỉnh phía Nam, đó là ý đồ của chính phủ và của toàn thể Bộ Tham mưu chúng ta. Nhưng cần phải có một nguyên cớ nghe được, vì cần phải có tôn trọng công lý. Và tôi không biết từ khi hiệp ước được ký kết với Bonap, người An Nam có cố tình phá vỡ hiệp ước hay không. Vì không có gì rõ ràng là triều đình Huế không tôn trọng. Dù có nhiều vi phạm ở địa phương mà họ có thể quy trách nhiệm cho dân và quan là những người dĩ nhiên không mấy sẵn sàng chấp nhận bất cứ hiệp ước nào với nước ngoài. Nhất là ở Bắc Kỳ, chắc cha đã gặp giám mục Solihull, người theo phe Albarest, nhưng bất đồng ý kiến với tôi. Ông Albarest đã trở lại Sim, hết sức xấu hổ về việc thất bại ngoại giao của ông. Sự thất bại tôi đã cho ông thấy trước khi ông ghé Sài Gòn. B2. Gauthier được mời họp mặt. Năm 1872, tàu Bungara chở trung tá hải quân Sinet ra Bắc Kỳ để dò xét tin tức cho một cuộc chiếm cứ vùng này. Trong thư báo cáo của hạm trưởng Sinet gửi cho đô đốc Dubbo, chúng ta thấy có mời giám mục Gauthier họp mặt
với vị sĩ quan Senet. Vừa lên bờ, tôi gửi ngay thư gấp cấp tốc cho giám mục Gauthier cách đó lối 10 cây số và hẹn gặp ở trong làng. Chúng tôi sống suốt ngày những giữa đám dân Chúa Thiên Chúa giáo. Họ rất niềm nở với chúng tôi. Lúc 4 giờ, chúng tôi thấy một nhà truyền giáo, cha Firochot, đến nói chuyện với chúng tôi. Vì giám mục đi vắng, cha xác nhận lại những gì mà chúng tôi biết lúc sáng do sự tiết lộ của những phái viên. Loạn lạc ngày càng bành trướng. Từ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, lan đến Sơn Tây, Bắc Ninh, Quảng Yên, Quảng Dương và những người khởi nghĩa làm loạn, trộm cướp đã làm những điều kỳ cực kỳ táo bạo. Cha xứ vùng đất Phát Diệm xác nhận các tin tức đó ngoại trừ vấn đề chính thống và tôn giáo của người dòm ngó ngôi vua. Về hai điểm này có những ý kiến mâu thuẫn nhau, nhưng sự kiện chắc chắn là cầm đầu cuộc nổi loạn này có một người đang dòm ngó ngôi vua Bắc Kỳ. Dù thuộc dòng chính thống hay không, B3, giám mục Gauthier viết, triều đình Huế chỉ nghe tiếng nói của đại bác mà thôi. Trong thư đề ngày 12 tháng 2 năm 1873, ngày 19 tháng 2 năm 1873, gửi cho đô đốc Dubo, giám mục Gauthier viết, cuộc chiến này làm ba hao mòn tài chánh và giết hại những tinh hoa của dân tộc, dĩ nhiên là dân tộc Pháp. Bùi Kha, giám mục Gauthier viết như vậy và còn than phiền về những việc sách dẫn. Sách nhiễu con chiên, theo tôi giám mục Gauthier khi nói đến triều đình Huế và quan lại. Các người đó chỉ nghe theo tiếng nói của các đại bác, còn thì điếc hẳn không nghe gì khác. Tức là giám mục khuyên không nên nghe triều đình Huế về một giải pháp ở Bắc Kỳ mà phải chiếm nhanh. Bùi Kha. B4. Gauthier muốn có một chính phủ gia tô tại Bắc Kỳ. Sự bằng những sự phóng đại đó, các kẻ truyền đạo cố lôi cuốn các viên chỉ huy quân sự Pháp vào các cuộc chinh chiến và họ tin rằng khi một khi sự xung đột tái diễn thì nhất định Pháp sẽ mắc kẹt trong nguồn máy chiến tranh. Tôi tin rằng giám mục Gauthier và giám mục Bunginer, nhất là ông thứ nhì, không chịu nổi ý kiến của một giải pháp hòa bình cho vấn đề. Giải pháp này sẽ phá tan hy vọng của họ mong muốn thấy một chính phủ riêng biệt. Chính phủ này có lẽ sẽ là một chính phủ công giáo, các tín đồ công giáo lại càng phóng đại hơn nữa các ý tưởng đó và xúi dục các linh mục, các người chăn lẫn dẫn họ đi, đưa đến một sự đổ vỡ. Mới giữa hai chính phủ, suốt ngày chúng tôi nhận tới cấp báo cáo và các lời yêu cầu đem quân lính chinh phạt ở các tỉnh đó. B5. Tại sao giám mục Gauthier muốn có một chính phủ gia tô tại Bắc Kỳ? Trả lời: sẽ dễ dàng biến người Bắc Kỳ trở thành gia tô giáo hoàn toàn. Có ích gì lúc người Bắc Kỳ trở thành gia tô? Giám mục Bunginer trả lời thế cho ta: tôi xác nhận rằng khi nào Bắc Kỳ trở thành gia tô thì ở đó thì nó cũng trở thành một nước Pháp nhỏ hoàn toàn, giống như các đảo Philippines đã thành một nước Tây Ban Nha nhỏ. Giám mục Bunginer viết tiếp: nếu chính phủ hiểu rõ quyền lợi thực sự của nước Pháp mà ủng hộ chúng tôi là một cuộc cách thật sự, dù dây đầy đôi chút để tránh đụng chạm dư luận, tôi quả quyết rằng trong sứ mệnh của tôi, mỗi năm chúng ta có thể thu về cho nước Pháp khoảng 20.000 người bạn bằng cải cách đạo. Chắc chắn tỷ lệ này sẽ gia tăng hàng năm và có đủ lý do mạnh để hy vọng rằng sau 30 năm, gần hết xứ Bắc Kỳ đều trở thành gia tô, nghĩa là trở thành người Pháp hết. Tất cả các giám mục linh mục Pháp đều là những tên thực dân cuồng nhiệt. Trong số đó, giám mục Bunginer được xếp hạng nhất. Giám mục Gauthier, thầy của Nguyễn Trường Tộ, đứng hạng nhì, là hai kẻ đắc lực và nguy hiểm nhất trong chủ trương biến Bắc Kỳ thành một nước Pháp nhỏ và độc lập khỏi triều đình Huế. Giám mục Bunginer đã uổng công đích thân đến Sài Gòn từ Bắc Kỳ, Bùi Kha, để bàn trực tiếp với đô đốc Dubo. Nhưng Dubo vẫn cương quyết không can thiệp vào những vấn đề của nội bộ Bắc Kỳ.
biến Bắc Kỳ trở thành một mà biến Bắc Kỳ trở thành một nước Pháp nhỏ sau khi đã đổi đạo dân Bắc. Chủ trương này cũng được đô đốc Double chỉ trích quá nguy hiểm trong thư gửi cho Bộ trưởng Hải quân và thuộc địa ngày 30 tháng 12 năm 1874 cho chúng ta thấy điều đó. Double viết: những lần tôi nói chuyện với giám mục Bunginer trước khi ông rời Sài Gòn, lòng tôi vẫn không thay đổi. Vì thế tôi vẫn giữ nguyên các nhận xét mà tôi đã trình bày với ngài. Dù vị giám mục này đã khổ công khuyến cáo rằng hãy bỏ cái chính nghĩa đã giả tạo, đã tạo cho dân chúng An Nam có cảm tình với nước Pháp và theo con đường mà ông Garnier, một anh hùng bị kết án, đã vạch sẵn. Những người đã không biết những chỗ khó khăn của tình thế và giáo viên sĩ quan khốn nạn này để lại mà cho chúng ta phải gánh chịu. Giám mục Gauthier cũng thuyết phục, nhưng Double cũng không thay đổi ý kiến: chắc chắn tôi sẽ không làm vừa lòng hoàn toàn giám mục Gauthier được. Ông ta quá hăng say và trong nhiều trường hợp tôi nhận thấy thật sự quá nguy hiểm nếu nhắm mắt nghe lời của ông giám mục này. Qua 6 dẫn chứng nêu trên, chúng ta có thể quả quyết rằng đưa ra miếng mồi mở trường kỹ thuật là một mưu trước đã được bàn luận kỹ lưỡng giữa giám mục Gauthier và Nguyễn Trường Tộ để thăm dò và phỉnh gạt triều đình. Do đó nên nói việc mở trường kỹ thuật không bao giờ có, chứ không phải vì thế mà thất bại. Giả sử vua triều Tử Đức hoặc có ai có đó có điều kiện mở trường kỹ thuật nhằm canh tân xứ sở cho dân giàu nước mạnh, thì chính phủ chính Gauthier và Nguyễn Trường Tộ là hai người sẽ đập phá trước hết. Nếu Việt Nam được giàu mạnh vì thì kế hoạch muốn đồng hóa và biến Bắc Kỳ trở thành một nước Pháp nhỏ để dễ cai trị của Gauthier thì bị thất bại sao? Tôi hy vọng linh mục Trương Bá Cần, tiến sĩ sử học, và đọc thính giả sẽ đồng ý sự nhận xét của tôi qua các sử liệu chính xác đã trích dẫn. Và qua đó chúng ta đã thấy rõ thêm cái tư tưởng chẳng thà mất nước chứ không thà mất Vatican của Nguyễn Trường Tộ. Cũng thế chúng ta mới hiểu rõ tại sao mà Nguyễn Trường Tộ đề nghị triều đình dùng giám mục linh mục vào việc canh tân. Những việc giám mục Gauthier có thể giúp thương lượng với giám mục Rock, vân vân. Và ý kiến ngắn gọn: tội nghiệp cho vua quan nhà Nguyễn, không có cơ quan tình báo gì cả, nuôi ông tay áo, nhận giặc làm con. Giám mục Gauthier, người mà Nguyễn Trường Tộ đã mang ơn dìu dắt việc đi đứng nằm ngồi ăn ở bên cạnh nhau hơn 10 năm. Có thật Nguyễn Trường Tộ không biết kế hoạch hỗ trợ cuộc xâm lăng Việt Nam của thầy mình, ít nhất là trước lúc Nguyễn Trường Tộ chết. Kế hoạch mở trường dĩ nhiên là không thể xảy ra, và đó cũng là một điều tốt để thầy trò Nguyễn Trường Tộ ít có cơ hội tới lui triều đình vua Tử Đức với mục đích thu thập tin tức cho quân đội viễn chinh Pháp. 2.5. Điều thứ 8 trong 8 điều Nguyễn Trường Tộ đề nghị phải làm gấp là lập viện Dục Anh và trại tế bần. Nguyễn Trường Tộ dẫn điển tích vua Nghiêu Vô Thuấn nhờ giúp đỡ hạng người nghèo khổ. Người cô độc nên được thiên hạ ca tụng là người đạo đức. Cách trình bày của Nguyễn Trường Tộ rất hợp nhân đạo lúc nuôi dưỡng những trẻ mồ côi. Nhưng cái bụng tâm của Nguyễn Trường Tộ trong đề nghị này là gì? Trả lời: nếu triều đình cho rằng việc này nên làm thì sẽ nhờ các giám mục mời người đến mở mỗi tỉnh một nhà nuôi trẻ, không bao lâu sẽ thấy kết quả ngay. Tế cấp bác điều Trương Bá Cần, sách đã dẫn trang 276. Kết quả được những gì? Xin mời thính giả nghe phần nhận xét dưới đây. Nếu đứng trên vị trí lịch sử đất nước Việt Nam ngày nay để xét thì các hội từ thiện có người phương Tây nhúng tay vào không có nhiều âm mưu trong người. Nhưng thời Nguyễn Trường Tộ, vì thời đó Việt Nam bị Pháp đô hộ, không có chủ quyền, người nước ngoài, ngay cả người dân họ cũng được trị ngoài pháp quyền, chính phủ Việt Nam
không có quyền xét xử lúc họ vi phạm luật pháp. Còn các linh mục, giám mục lại có quyền đặc biệt hơn nữa, nhất là núp dưới chiếc áo trùng thâm và viện dẫn lý do tôn giáo để bắt chẹt triều đình nhà vua Việt Nam. Mà chúng tôi đã thấy các linh mục, giám mục ngoại quốc đến Việt Nam với các nhiệm vụ tình báo và muốn biến Việt Nam trở thành một nước Pháp với linh hồn Vatican, như đã trình bày ở đoạn trước. Ngay cả linh mục Việt Nam như Nguyễn Hoàng, Nguyễn Điều, Trương Vĩnh Ký cũng là những kẻ bồi Tây mà lịch sử đã cho thấy. Do đó, nếu mỗi tỉnh có một viện dục Anh do các giám mục người Tây phương điều khiển hay cử người điều khiển cũng thế, sẽ tạo nên một mạng lưới gián điệp toàn cõi Việt Nam. Và lúc đó thì kế hoạch đồng hóa của Bunginer và của Gauthier, thầy của Nguyễn Trường Tộ, rất dễ đạt được kết quả. Và vấn đề pháp hóa người Việt cũng sẽ được rút ngắn thời gian. Đó là chưa kể tình trạng các linh mục, giám mục hay bà sơ điều khiển các viện dục Anh, viện mồ côi, nhà giữ trẻ này dựa vào thế lực của Pháp để phản loạn qua hai dẫn chứng dưới đây. Thí dụ 1, vụ Xuân Hòa của linh mục Ân, người Việt Nam đã dựa vào chức linh mục và dự thế người Pháp cho phép những kẻ mới theo đạo ở làng Xuân Hòa, Huế, thuê giáo dân các làng bên cạnh tự tiện gặt lấy các thửa ruộng đang tranh chấp. Vài ngày sau, bữa gặt lúa, gần 1.000 dân không đạo võ trang gậy gộc đến giặt lại lúa hiện đang chứa ở các đình. Bị giáo dân chống cự, sau một trận ẩu đả, họ đã chạy trốn, bỏ lại 20 người bị bắt. Xin xem luận án của Cao Huy Thuần, bản dịch tiếng Việt Đạo Thiên Chúa và Chủ Nghĩa Thực Dân tại Việt Nam, quê hương, xuất bản Hoa Kỳ năm 1988, trang 325. Theo luật pháp hiện hành của Việt Nam thời bấy giờ, linh mục Ân sẽ được đánh bằng roi hoặc bằng gậy vì có lỗi, nhưng ông được che chở của Pháp. Do đó, sự vụ kéo dài 3 năm cuối cùng được kết thúc bằng sự nhượng bộ triều đình Huế do áp lực của các văn thư hăm dọa của soái phủ Sài Gòn. Cương quyết đòi một mực linh mục không bao giờ có thể bị đánh bằng cây, dù như là phương pháp tra hỏi hoặc như hình phạt chính hay phụ. Cao Huy Thuần, sách Đại Dẫn, trang 330. Thí dụ 2, Thiên Tân Giáo Án. Năm 1869, một số bà sơ người Pháp lập một cô nhi viện cạnh nhà thờ Thiên Tân Trung Hoa. Nhưng không bao nhiêu người chịu đem trẻ mồ côi giao cho cô nhi viện của người nước ngoài. Vì vậy, mấy bà sơ thưởng tiền cho những ai đem trẻ em đến. Hành động này làm cho người dân chúng nghi là có việc mua bán trẻ con. Ngày 21 tháng 6 năm 1870, quan địa phương Trung Hoa đem kẻ tình nghi đến cô nhi viện để đối chất cho rõ sự tình. Sự việc chỉ có thế, nhân viên lãnh sự Pháp tại Thiên Tân là Henry Fontainer cùng với các bí thư là Tây Mông đến gặp quan đại thần Trung Hoa và Sùng Hậu với thái độ sắc sược, bắn súng dọa nạt và hạch sát Sùng Hậu. Trên đường về, bọn Fontainer lại dùng súng bắn vào đám đông người Hoa và viên tri huyện Thiên Tân là Lưu Kiệt, khiến một người tùy tùng của viên tri huyện chết. Đám quần chúng uất hận không dằn được nên đánh chết Fontainer, Tây Mông và đồng bọn 20 người, đồng thời đốt nhà thờ và lãnh sự quán của Pháp. Sau đó Pháp, Anh, Mỹ, Nga, Đức, Bỉ và Tây Ban Nha, tất cả 7 nước liên hiệp với nhau đem quân vây Thiên Tân, dọa gây chiến, triều đình, nhà Thanh phải chịu xin lỗi, bồi thường tiền cho nước Pháp, cách chức và giáng viên tri phủ và tri huyện Thiên Tân xuống làm lính. Đồng thời phạt 20 người và phải bị xử tử 20 người Hoa khác để làm vừa lòng Pháp và các nước. Đây là cuốn Bách Khoa Đại Từ Điển bằng chữ Nho, nên tôi chỉ nhờ người quen lược dịch nhưng không viết nguyên văn vào đây. Trong cuốn Tăng Quốc Thiên Phiên Trí Mưu Toàn Thư, Nguyễn Hạ, Chương Thanh Sử Cảo,
quyển 40, Quốc Thiên Truyền, trang 1016. Cũng tường thuật vụ thiên tân nói trên, nhưng số người bị xử tử là 17 người thay vì 20 như trong cuốn Bách Khoa Đại Từ Điển. Vụ cô nhi viện thiên tân chỉ mới có giản dị như thế. Quan địa phương Trung Hoa có quyền đến cô nhi viện để điều tra, cho rõ thực hư về tin đồn mua bán trẻ con, là một việc làm cần thiết, không có gì sai trái cả. Còn việc quần chúng uất hận đánh chết người là ngoài ý muốn, chứ không phải triều đình mà nhà Thanh chủ trương. Nhưng qua đó chúng ta thấy số phận của một quốc gia mất chủ quyền, và cũng thấy thế của kẻ mạnh lúc nào cũng đúng cả. Hai dẫn chứng cho thấy, hoặc vô tình hay cố ý, nhà Thông Thái Nguyễn Trường Tộ về nghị đề nghị mỗi tỉnh lập một nhà nuôi trẻ do giám mục Tình Bảo Gautier cử người điều khiển, là một kế hoạch vô cùng nguy hiểm, không những tạo thế hợp pháp cho các giáo sĩ nước ngoài mà còn trải rộng mạng lưới tình báo khắp toàn quốc để cho Pháp và Vatican dễ dàng và nhanh chóng thống trị và đồng hóa dân tộc ta. Song song với sự tai hại trên, các nhà nuôi trẻ cũng là kế hoạch trồng người, một mặt thì cải đạo con người từ nhỏ và mặt khác là để chọn người tu. Hậu ý của Nguyễn Trường Tộ sau bức màn của bản điều trần này là gì? Và đi vòng vo tam quốc giả vờ đề nghị chỉnh trang cái này, cải cách cái nọ, giọng văn nhiều chỗ không có vẻ thành khẩn, giống như có lòng yêu nước tổ quốc thực sự, nhưng chủ tâm không phải cái đó, mà thâm ý là đề nghị triều đình mời hoặc bổ nhiệm mỗi tỉnh một ông linh mục hay giám mục để thực hiện chương trình gia tô giáo và pháp hóa đất Việt theo kế hoạch của Bunginer và của Gautier, thầy và cố vấn của Nguyễn Trường Tộ. Kế hoạch này núp dưới chiêu bài Viện Dục Anh và trại Tế Bần. Nguyễn Trường Tộ lại bồi thêm một nhát dao chí tử khác vào cơn bệnh trầm kha của triều đình bằng cách đề nghị đào một con kênh già từ Hải Dương vào kinh đô Huế để phu dân phục vụ khổ cực, thì sẽ có một loạn chày vôi khác với chay chống lại triều đình. Kế hoạch ba mặt giáp ông công vua quan Việt Nam làm sao chống đỡ nổi, bên ngoài đánh Pháp đánh vào, bên trong phu đào kênh đánh ra. Tại các tỉnh linh mục giám mục hô hào con chiên đổi nổi dậy chiếm các công sở, sử dụng khí giới tối tân của thực dân, mặc sức tha hồ cướp của giết người. Đây là trọng tâm chính của bản điều trần 8 điều lợi cần làm gấp của Nguyễn Trường Tộ. Tóm lược vài điểm chính của phần 2 qua ba bản điều trần quan trọng nhất của Nguyễn Trường Tộ. 1. Nguyễn Trường Tộ trốn ra nước ngoài vì sợ triều đình vua Việt Nam trị tội, lý do là ông cùng nhiều giám mục, linh mục ngoại quốc đến ủng hộ cuộc đổ bộ của Pháp chiếm Đà Nẵng. Quý độc giả sẽ thấy rõ thêm chi tiết trong phần sau của bài này. 2. Qua sử liệu chúng ta đã thấy ngay từ đầu, nếu quân dân Việt Nam đánh mạnh thì không những Pháp rút khỏi Đà Nẵng, mà ngay cả ba tỉnh bị chiếm tại Nam Kỳ. Trong lúc đó, Nguyễn Trường Tộ viết điều trần khuyên quân dân Việt Nam ở đâu thuận với họ thì phúc, chỗ nào trái với họ thì họa. Huống hồ nước Việt Nam là một nước nhỏ bé, tại sao muốn trái đạo trời? Là một đề nghị để quân Pháp có thì giờ dưỡng sức mà chiếm các tỉnh khác. 3. Năm 1863, Nguyễn Trường Tộ viết: người Pháp chỉ xin ta cắt cho một vài chỗ, họ không có ý đi cướp nước. Nếu yêu sách thỏa mãn, họ sẽ chấm dứt, mặc dầu vua Tự Đức đã thỏa mãn những gì Pháp đòi hỏi năm 1867. Pháp cướp trọn cả xứ Nam Kỳ và năm 1873, cướp luôn Bắc Kỳ. 4. Nguyễn Trường Tộ nêu câu hỏi tại sao giáo sĩ giết giáo sĩ. Chúng ta đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy các giáo sĩ nước ngoài đến Việt Nam đã được Giáo hoàng La Mã khuyến khích và đồng ý với các kế hoạch hỗ trợ chính phủ Pháp xâm chiếm và đồng hóa dân tộc Việt Nam ta. Đến nỗi đô đốc
Genolunli cũng lên án rằng không một nền cai trị nào dù là phục vụ cho đạo Gia Tô lại có thể dung thứ cho quân xâm, cho sự xâm phạm thường xuyên và ngu xuẩn vào các vấn đề chính trị, dân sự và quân sự không được và không phải thuộc quyền hạn của các giáo sĩ. 5. Trong bản điều trần lục lệ từ 6 điều lợi cần làm, Nguyễn Trường Tộ dẫn chứng sai sử liệu với hậu ý là khuyên người Việt Nam hợp tác với Pháp và nhờ giáo hoàng La Mã giúp đỡ. Nhưng qua sử liệu chúng ta đã chứng minh rằng một giải pháp hợp tác chỉ có lợi cho Pháp và nhờ giáo hoàng La Mã giúp thì cũng giống như khuyên cha mẹ gửi con vào chuồng cọp mà thôi. Do đó 6 điều lợi của Nguyễn Trường Tộ đề nghị sẽ trở thành 6 điều hại rất nguy hiểm cho quốc gia. 6. Bản điều trần tới cấp bát điều 8 điều cần phải làm gấp. Nguyễn Trường Tộ cổ võ cái đổi võ bị phù hợp với các tỉnh nhỏ, điều chỉnh các thứ thuế, đo đạc ruộng đất, thống kê dân số, học thực dụng, Âu hóa khoa học kỹ thuật và mở viện dục Anh ở mỗi tỉnh. Nhưng về binh pháp thì Nguyễn Trường Tộ không có sáng kiến gì mới. Không có gì gọi là Âu hóa mà hầu hết là lấy ý trong cuốn Tung Ngô Binh Pháp, các vấn đề thuế, đo lại ruộng đất và kiểm kê dân số thì giới Gia Long thời Gia Long năm 1802 làm rồi. B. Nguyễn Trường Tộ giám mục Soliha địa phận Huế và giám mục Cao Thi Ơ địa phận Bùi Chu Phát Diệm đã dối gạt vua Quang Triều Tử Đức trong việc mở trường kỹ thuật và huấn nghệ tại Huế năm 1868. Chúng ta cũng đã thấy những chứng liệu không chối cãi được rằng giám mục Cao Thi Ơ, thầy của Nguyễn Trường Tộ, là một tên tình báo nguy hiểm. C. Nguyễn Trường Tộ đề nghị đào một con kênh từ Hải Dương đến Huế là một việc làm rất tai hại vì toàn dân sẽ nổi loạn chống triều đình và Pháp sẽ thừa cơ hội để chiếm toàn cõi Việt Nam cho chống dứt điểm. D. Nguyễn Trường Tộ cũng đề nghị mỗi tỉnh làm một viện dục Anh và trại tế bần để giám mục chỉ định người coi sóc. Chương trình này sẽ giúp cho Gia Tô hóa và Pháp hóa đất nước một cách nhanh hơn. Ngắn gọn, 3 bản điều trần mà chúng ta vừa nhận xét là cốt tủy tư tưởng chính của Nguyễn Trường Tộ và rất được nhiều trường người trích dẫn từng đoạn nhỏ rồi ráp lại với nhau. Mà ca tụng ông ta là một nhà canh tân vĩ đại của đất nước vào hậu bán thế kỷ 19. Nhưng nếu lòng các đề nghị của ông vào bối cảnh lịch sử quốc tế, quốc nội thời bấy giờ, chúng ta đã thấy ông và các bản điều trần của ông chỉ là một công cụ của một chiến lược xâm lăng nhằm hỗ trợ cho Pháp và Vatican dễ dàng xâm chiếm nước ta. Một trong những kẻ lưng mềm dễ uống chạy theo chủ mới là Nguyễn Trường Tộ. Lúc đầu ông làm phiên dịch cho Tây Soái và sau đó ông viết những bản điều trần đưa ra những nhận định sai lầm về lịch sử cùng những đề nghị hoặc không tưởng hoặc có lợi cho Pháp và Vatican trong thiết kế hoạch sớm kết thúc chiếm đóng và thực hiện nhanh chóng chương trình hóa dân tộc ta. Phần tiếp theo sẽ bàn về ý kiến của Nguyễn Trường Tộ trong các lĩnh vực tôn giáo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn nhớ đón nghe phần thứ 4.